Đây là những cái pallet Astro 550 cuối cùng nữa mọi người này. Còn có hơn 2 pallet. Anh em vừa mới chuyển 10 tấm lên xe để ngày mai bàn giao cho một khách hàng ở Tuyên Quang. Và kết hợp với đó là 10 tấm V-Sun 450. Đây những tấm V-Sun 450 đợt này nhé. Cực kỳ đẹp luôn, mặt kính của nó mọi người này. Những cái tấm pin nhỏ thì nó có cái lợi thế là khi mà chúng ta vận chuyển lắp đặt ở trên mái ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Không phải là những cái địa hình nào chúng ta cũng có thể lắp được những cái tấm lớn trên 500W. Nên là vẫn rất là nhiều khách hàng đã lựa chọn những cái tấm 440 hoặc là 450 như thế này. Đây những tấm 450 V-Sun, mặt kính của nó mặt trước đây mọi người nhé, đẹp long lanh luôn. Giá thì cực kỳ tốt. Ngoài ra sắp tới bên em sẽ về bổ sung thêm cả 550 của V-Sun nữa. Astro 550 thì còn một ít. Khách hàng ở Thái Nguyên là cũng đặt 10 tấm nhưng mà là tấm 450 của V-Sun. Còn khách hàng ở Tuyên Quang là 10 tấm 550 của Astro. Astro cũng là một trong những tấm pin rất là thương hiệu, thuộc tập đoàn Chin. Sử dụng cũng rất là hiệu quả. Ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn những cái tấm V-Sun này sản xuất tại Việt Nam luôn nên giá thành nó sẽ tốt hơn. Đây 450 thì kích thước của nó, cái chiều dài ấy, chỉ có 1m9 thôi. Đợt này hãng người ta làm là 1m9 nhân với 1m13. Kích thước cái chiều rộng ấy thì nó bằng với cái tấm 550. Còn chiều dài thì nó sẽ ngắn hơn. Ngắn hơn khoảng độ 40 phân ấy, vì là tấm 550 là đã 2m3 rồi. Đây những tấm V-Sun này. Đây có một số pallet 550. 550 thì khá là dài, 2m3 nhân với cả là 1m13. Còn tấm này thì 1m9 nhân 1m13 là tấm 450. 450 thì vận chuyển lên mái nó cũng dễ dàng hơn, thao tác lắp đặt, nói chung là mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với những cái tấm lớn 550. Tất nhiên thì khi mà lắp pin lớn thì anh em sẽ tiết kiệm được cái phần phụ kiện và dây dẫn cùng với công suất như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta lắp nhiều tấm nhỏ thì nó sẽ tốn phụ kiện hơn, tốn dây dẫn hơn. Đây, tấm nhỏ này ngắn hơn khoảng độ 40 phân so với cái tấm 550 này. Kích thước chiều rộng thì nó đợt này nó như nhau, 450 với cả 550. Nó chỉ có ngắn hơn 40 phân như vậy. Ở đây có 10 tấm sẽ về Thái Nguyên nhé. 10 tấm này thì sẽ kết hợp với một máy biến tần lắc power SNA 5kg. SNA 5kg là một dòng hybrid phổ thông, giá rẻ, anh em đầu tư cũng khá là hiệu quả. Với mức tiền điện khoảng tầm 1 triệu rưỡi quay đầu mà không có tải nào lớn quá 5kg thì chúng ta đầu tư con SNA 5kg này, giá cực kỳ tốt. Còn bộ này thì sẽ kết hợp với máy Dyer 6kg. Ngoài những dòng hybrid của Lock Power thì bên em cũng đang sẵn kho các dòng hybrid của Dyer. Dyer có dòng một pha là 5kg, 6kg và 8kg mọi người nhé. 10 tấm 550 về Tuyên Quang kết hợp với Dyer và khối pin Eco Plus 280Ah. Còn bộ này thì Lock Power SNA 5kg và 10 tấm 450 cộng với pin lưu trữ là 51.2V 100Ah pin đóng. Pin đóng thì giá thành nó cũng rẻ hơn so với pin hãng. Và thời gian bảo hành thì sẽ ngắn hơn mọi người nhé. Có giao tiếp luôn, pin đóng bên em vẫn đóng, có giao tiếp với cả các dòng biến tần Lock Power và Dyer. Đây là những cái tấm Astro này. Astro Energy là thuộc tập đoàn Chin. Một pallet của nó có 36 tấm. Bên em còn có một khách Quảng Bình đã đặt 21 tấm nữa. Sắp tới sẽ bàn giao. Thì số lượng còn lại Astro không có nhiều. Nên là anh em sẽ chuyển qua V-Sun nhé. V-Sun thì anh em có thể đặt V-Sun cũng rất là ok. Đây là khối Eco Plus 280Ah mọi người nhé. Anh em đang kéo ra để chuyển lên xe cho khách Tuyên Quang này. Thì với những dòng pin 280Ah của hãng chúng ta đang có là Eco Plus và SVE Plus rồi Power Game Plus, tương ứng với các mức bảo hành khác nhau. Eco này thì giá là 38 triệu miễn phí vận chuyển tận nơi và bảo hành 2 năm. Còn SVE là 46 triệu và bảo hành 5 năm. Còn đắt nhất là cái dòng Power Game Plus ấy, là lên tới 56 triệu và bảo hành 10 năm. Một số khối em vừa chia sẻ với mọi người đợt trước thì xếp cả sận sang bên này nhưng mà cũng đã bán đi rồi, vơi dần. Sắp tới thì sẽ bán khoảng độ 3-4 pack gì đây nữa thì sẽ nhập thêm về để bổ sung vào kho hàng. Đây còn một ít Eco này, SVE này và Power Game 10 năm, bảo hành 10 năm nhé. SVE bảo hành 5 năm. Nếu mà để phân khúc mà vừa tiền với cả là mức thời gian bảo hành nó cũng tương đối dài thì chúng ta có thể tham khảo con SVE này. SVE Plus, pin hãng thì bao giờ nó cũng chất lượng hơn. Chúng ta đã rất quen thuộc với dòng SVE
100mAh từ đợt trước rồi. Còn đây là SV280. Dòng này giao tiếp chuyên sâu và bảo hành lên tới 5 năm. Pin hãng thì em đánh giá cái dòng SV này cũng khá là cao. Còn tài chính thấp hơn thì chúng ta có thể chọn pin đóng hoặc là Eco. Eco Plus thì nó cũng như pin đóng thôi, nhưng mà nó trang bị thêm cái mạch BMS của hãng Hina nên nó sẽ ok hơn và bảo hành 2 năm. Còn pin đóng thì thường sẽ bảo hành từ 6 tháng đến 12 tháng. Pin hãng thì người ta làm chỉn chu hơn và tất nhiên thì giá thành nó sẽ cao hơn so với pin đóng một chút xíu. Còn pin mặt trời thì đợt này đang có Vsun 450, Vsun 550 và một ít Astro 550. Kho Sài Gòn thì bên em vẫn đang sẵn là Astro 545 nhé. Sắp tới thì em sẽ đẩy cái tấm Vsun này vào Sài Gòn nhiều này. Mọi người thấy cái tấm này không? Cực kỳ đẹp luôn nhé. Anh em đầu tư mà chọn những cái tấm này, giá thành thì cực kỳ hợp lý, hiệu suất thì cũng cao. Xem các tấm pin mặt trời bây giờ hiệu suất bên em lắp đặt lên ấy, thấy khách phản hồi là nó cũng tương đương nhau thôi. Kể cả những hãng tên tuổi như Canna hay là Longji thì hiệu suất nó cũng tương đương với các tấm này thôi, không có chênh lệch nhiều. Mà cái phần giá cả thì thường những cái tấm phổ thông này giá nó sẽ tốt hơn, giá tốt hơn so với những cái tấm thương hiệu. Astro thì thương hiệu lớn mà chất lượng cũng ok, với cả là giá thành cũng rẻ này, anh em cũng đầu tư nhiều. Ở đây là có một máy Dyer 6kg của khách Tuyên Quang mọi người này. Rồi máy Lắc Power SNA 5kg của khách Thái Nguyên. Khối pin này thì sẽ kết hợp giao cho một khách ở Vĩnh Phúc luôn nhé. Trên đường tiện thì bên em sẽ giao luôn cho khách ở ngay đường đi. Bình thường thì những cái khối này bên em sẽ gửi bưu điện. Đây khách Tuyên Quang thi công này. Khối Thái Nguyên đây, 100mAh đây. Đây là những cái dòng pin bên em đóng nhé. Tủ điện và phụ kiện của khách Thái Nguyên. Một số bộ pin bên em đóng và gửi bưu điện đây. Máy Lắc Power các thứ. Kho này thì em đã quay rất là nhiều, chia sẻ với mọi người những cái video trước rồi. Chúng ta có thể bấm vào kênh để xem thêm nhé. Đây những bộ pin đóng này. Tấm nhỏ thì đang có tấm 150 và tấm 220. Lắc Power SNA 6kg này. SNA 6kg thì rất là nhiều khách đã đặt hàng những cái cell 280 và cell 100mAh để bên em đóng pin cho khách hàng. Pin đóng thì nó sẽ bảo hành thời gian ngắn hơn. Còn anh em mà thích những phân khúc cao cấp bảo hành 5 năm thì có thể chọn pin hãng. 10 năm thì cũng có thể chọn thêm Power Game này. Hina, những cái dòng của Hina thì bảo hành lên tới 10 năm. Còn như Power X là bảo hành 5 năm. Giá thành thì nó sẽ tùy thuộc vào cấu hình khách chọn nhé. Chọn phân khúc cao cấp hay là phân khúc phổ thông thì chúng ta sẽ set up những cái cấu hình khác nhau. Nên là một số khách hàng có hỏi hệ 6kg thì bao nhiêu thì chung chung quá. Nó sẽ dao động trong khoảng tầm 60 triệu đến hơn 100 triệu đấy. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ cần chọn cái loại pin khác nhau là giá nó đã chênh lệch rất là nhiều rồi. Nên là để mà chi tiết nhất ấy, thì mọi người cứ nhắn Zalo rồi bên em sẽ có kỹ thuật tư vấn cho mọi người nhé. Còn hôm nay là một cái video ngắn chia sẻ với mọi người hai combo của hai khách hàng ở Tuyên Quang và Thái Nguyên như vậy. Anh em cần được tư vấn thì có thể liên hệ qua các số Zalo là 0382 124 123 hoặc là 0392 124 123. Bên em chuyên cung cấp các sản phẩm pin mặt trời, setup các hệ thống điện mặt trời gia đình. Rồi video này em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.